Cô xin chào tất cả các em. Cô xin tự giới thiệu, cô là Nguyễn Thị Hương, là giáo viên trường Trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương. Cô rất vui khi được đồng hành cùng các em trong tiết học môn khoa học tự nhiên lớp 6 ngày hôm nay. Như vậy, trong các tiết học trước, các em đã được tìm hiểu những kiến thức cơ bản về tế bào như tế bào là gì, kích thước và hình dạng của tế bào, các thành phần chính của tế bào. Các em đã phân biệt được tế bào nhân xơ và tế bào nhân thực. Các em đã phân biệt được tế bào động vật và tế bào thực vật. Và trong tiết học hôm nay, cô và các em sẽ khám phá thêm những kiến thức liên quan đến tế bào, đơn vị cấu trúc và chức năng của mọi cơ thể sống. Bây giờ, cô mời các em cùng xem đoạn phim về sự lớn lên của cây đậu. Hạt giống nhỏ bé được gieo xuống lòng đất tươi, xốp và ẩm ướt. Chỉ sau vài ngày, hạt giống sẽ phình to lên, lớp vỏ cứng bên ngoài trở nên mềm mại và nứt ra. Hạt giống sẽ mọc ra một mầm nhỏ, đâm thủng lớp vỏ bên ngoài. Đồng thời, những chiếc rễ nhỏ sẽ cắm xuống đất. Mầm nhỏ đang dần chui ra khỏi lớp vỏ. Hạt đậu nhỏ bé có sức sống thật mãnh liệt, nó đang cố chui lên khỏi mặt đất. Hạt đậu nứt ra làm đôi và những chiếc lá non đầu tiên đang vươn lên để đón ánh nắng mặt trời. Giờ đây, hạt đậu nhỏ đã trở thành cây non, rễ cắm sâu xuống lòng đất để hút các chất dinh dưỡng. Cây đậu phát triển rất nhanh, cành lá sum suê. Bây giờ, nó đã trở thành một cây trưởng thành. Như vậy, sau khi xem xong đoạn phim, các em hãy suy nghĩ để trả lời câu hỏi sau. Tại sao ngôi nhà được xây nên từ những viên gạch không thể tự lớn lên? Còn cây đậu được cấu tạo từ các tế bào lại có thể lớn lên được? Chắc hẳn các em đã có câu trả lời. Chúng ta thấy ngôi nhà được xây nên từ những viên gạch. Viên gạch là những vật không sống, không có biểu hiện sống, do đó không thể tự lớn lên được. Còn cây đậu là vật sống được cấu tạo từ các tế bào. Và cơ thể cây đậu lớn lên được, đó chính là nhờ sự lớn lên và sinh sản của tế bào. Vậy, sự lớn lên và sinh sản của tế bào diễn ra như thế nào và có ý nghĩa gì? Thì cô và các em cùng tìm hiểu trong tiết học ngày hôm nay. Bài 17 tế bào tiết 4. Bài học ngày hôm nay, các em sẽ tìm hiểu hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất, tìm hiểu về sự lớn lên của tế bào. Nội dung thứ hai, tìm hiểu về sự sinh sản của tế bào. Qua đó, các em rút ra được ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào. Bây giờ, chúng ta cùng đi vào phần 1, tìm hiểu sự lớn lên của tế bào. Các em hãy quan sát lên hình 17.6A, sự lớn lên của tế bào thực vật, và hình 17.6B, sự lớn lên của tế bào động vật. Và cho biết dấu hiệu nào cho thấy sự lớn lên của tế bào. Các em có thể thấy ở tế bào thực vật và tế bào động vật, ban đầu tế bào con mới hình thành, có kích thước và khối lượng nhỏ. Sau đó, tế bào sẽ lớn dần lên, có sự tăng lên về kích thước và khối lượng các thành phần của tế bào như mang tế bào, chất tế bào và nhân tế bào. Để lớn lên, đến khi đạt một kích thước và khối lượng nhất định, thành tế bào trưởng thành. Như vậy, dấu hiệu cho thấy sự lớn lên của tế bào đó chính là sự tăng lên về kích thước và khối lượng các thành phần của tế bào như mang tế bào, chất tế bào và nhân tế bào. Theo các em, quá trình nào đã giúp tế bào lớn lên? Như vậy, tế bào lớn lên được nhờ quá trình trao đổi chất. Vậy trao đổi chất là gì? Trao đổi chất là quá trình tế bào sẽ nhận từ môi trường các chất dinh dưỡng, các chất cần thiết, đồng thời thải ra ngoài môi trường các chất thải. Vậy thành phần nào của tế bào thực hiện quá trình trao đổi chất? Thì như tiết trước các em đã học, thành phần giúp tế bào thực hiện quá trình trao đổi chất đó chính là mang tế bào. Mang của tế bào. Như vậy, chức năng của mang tế bào ngoài việc bảo vệ thì còn có chức năng
kiểm soát các chất đi vào bên trong tế bào và đi ra khỏi tế bào. Bây giờ các em hãy cùng xem cái đoạn phim minh họa cho quá trình trao đổi chất qua màng tế bào. Đây là màng của tế bào. Màng tế bào sẽ có chức năng kiểm soát các chất đi vào bên trong tế bào và kiểm soát các chất đi ra khỏi tế bào. Vậy theo các em, tế bào có lớn lên mãi được hay không? Tế bào không lớn lên mãi được. Tế bào chỉ lớn lên đến khi đạt một kích thước và khối lượng nhất định thành tế bào trưởng thành. Thì một số tế bào trưởng thành sẽ bắt đầu quá trình phân chia để tạo thành các tế bào con, hay người ta còn gọi là sự sinh sản của tế bào. Như vậy, các em đã tìm hiểu về sự lớn lên của tế bào. Tế bào con có kích thước và khối lượng nhỏ. Nhờ quá trình trao đổi chất, có sự tăng lên về khối lượng và kích thước các thành phần của tế bào như màng tế bào, chất tế bào, nhân tế bào, lớn lên đến khi đạt kích thước và khối lượng nhất định thành tế bào trưởng thành. Thì một số tế bào trưởng thành sẽ bắt đầu quá trình phân chia để tạo thành các tế bào con, hay người ta gọi là sinh sản của tế bào. Về quá trình sinh sản của tế bào diễn ra như thế nào thì chúng ta cùng tìm hiểu sang phần 2, tìm hiểu sự sinh sản của tế bào. Các em cùng quan sát lên hình 17.7A, sự sinh sản của tế bào thực vật, và hình 17.7B, sự sinh sản của tế bào động vật. Các em hãy tìm hiểu hai hình ảnh này và có thể ghi ra nháp những vấn đề cần lưu ý sau. Thứ nhất, dấu hiệu cho thấy sự sinh sản của tế bào là gì? Thứ hai, sự biến đổi của nhân tế bào. Từ một nhân ban đầu, hình thành nên bao nhiêu nhân? Tiếp theo là sự biến đổi của chất tế bào. Ở tế bào thực vật, nó có gì khác so với sự biến đổi của chất tế bào ở tế bào động vật? Và cuối cùng là kết quả của sự sinh sản tế bào. Từ một tế bào ban đầu, hình thành nên bao nhiêu tế bào con? Bây giờ các em cùng xem đoạn phim sau để tìm ra được câu trả lời cho những vấn đề cô vừa đặt ra. Sau khi các em quan sát hình ảnh và xem đoạn phim tìm hiểu về sự sinh sản của tế bào, các em hãy hoàn thành cho cô bài tập sau.
hãy chọn từ hoặc cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống. Tế bào lớn lên đến một kích thước ... thì phân chia. Dấu hiệu cho thấy sự sinh sản của tế bào là tế bào phân chia tạo thành các ... Quá trình phân chia của tế bào gồm các giai đoạn. ... Phân chia từ một nhân hình thành hai nhân. Sau đó ... phân chia ở tế bào thực vật hình thành ... tạo hai tế bào con. Ở tế bào động vật hình thành ... mang tế bào tạo thành hai tế bào con. Các em hãy suy nghĩ để hoàn thành bài tập điện tử này. Các em có thể sử dụng các cụm từ gợi ý như vách ngăn, nhất định, chất tế bào, eo thắt, tế bào con, nhân tế bào. Bây giờ các em hãy cùng cô hoàn thành bài tập điện tử này. Tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì phân chia. Các em có thể quan sát lên hình. Đây là các tế bào trưởng thành có kích thước khối lượng nhất định thì sẽ tham gia vào quá trình phân chia. Dấu hiệu cho thấy sự sinh sản của tế bào là tế bào phân chia tạo thành các tế bào con. Các em có thể quan sát lên hình. Đối với tế bào thực vật và tế bào động vật, ban đầu từ một tế bào, sau quá trình sinh sản sẽ tạo thành hai tế bào con. Như vậy, nếu như sự lớn lên của tế bào làm tăng kích thước và khối lượng của tế bào thì sự sinh sản của tế bào nó sẽ làm tăng số lượng của tế bào. Tiếp theo, quá trình phân chia tế bào gồm các giai đoạn. Nhân tế bào phân chia từ một nhân hình thành hai nhân. Như vậy thì ở tế bào thực vật và tế bào động vật, ban đầu từ một nhân sẽ hình thành đến hai nhân. Sau đó, chất tế bào phân chia ở tế bào thực vật hình thành vách ngăn để tạo hai tế bào con. Và ở tế bào động vật thì sẽ hình thành eo thắt ở mang tế bào để tạo hai tế bào con. Đây là sự hình thành vách ngăn ở tế bào thực vật và sự hình thành eo thắt ở tế bào động vật. Các em có thể quan sát rõ hơn. Đây là ở tế bào thực vật. Như vậy các em có thể thấy ở tế bào thực vật, vách ngăn được hình thành ở vị trí giữa của tế bào mẹ từ trong ra ngoài để khi tách thành hai tế bào con. Và ở tế bào động vật, eo thắt được hình thành ở vị trí giữa của tế bào mẹ từ ngoài vào trong để khi tách thành hai tế bào con. Và sở dĩ có sự khác nhau đó chính là tế bào thực vật được cấu tạo từ thành cellulose rất bền chắc nên không thể hình thành eo thắt như ở tế bào động vật được. Như vậy chúng ta cùng một lần nữa nhìn lại đáp án của bài tập điện tử. Tế bào lớn lên đến một kích thước nhất định thì phân chia. Dấu hiệu cho thấy sự sinh sản của tế bào là tế bào phân chia tạo thành các tế bào con. Quá trình phân chia tế bào gồm các giai đoạn. Nhân tế bào phân chia từ một nhân hình thành hai nhân. Sau đó chất tế bào phân chia ở tế bào thực vật hình thành vách ngăn tạo hai tế bào con. Và ở tế bào động vật hình thành eo thắt ở màng sinh chất để tạo hai tế bào con. Cô xin chúc mừng các bạn đã hoàn thành đúng cái bài tập này. Vậy kết quả của sự sinh sản của tế bào là gì? Thì chúng ta cùng tìm hiểu sang phần tiếp theo. Các em hãy quan sát lên hình 17.8,
sự sinh sản của tế bào. Từ một tế bào ban đầu trải qua lần sinh sản thứ nhất, lần sinh sản thứ hai, lần sinh sản thứ ba và lần sinh sản thứ n. Bây giờ các em hãy tính số tế bào con được tạo ra ở lần sinh sản thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Từ đó xác định số tế bào con được tạo ra ở lần sinh sản thứ n. Bây giờ các em sẽ cùng cô làm bài tập này. Các em thấy ban đầu từ một tế bào trải qua lần sinh sản thứ nhất thì sẽ tạo thành hai tế bào con. Như vậy chúng ta tính được số tế bào con được tạo ra sau lần sinh sản thứ nhất là 2 bằng 2 mũ 1 tế bào. Tiếp theo, ở lần sinh sản thứ hai, từ hai tế bào tiếp tục lớn lên và phân chia để tạo thành 4 tế bào. Như vậy, số tế bào con được tạo ra sau lần sinh sản thứ hai bằng 2 nhân 2 bằng 2 mũ 2 bằng 4 tế bào. Tương tự ở lần sinh sản thứ ba, từ 4 tế bào tiếp tục lớn lên và phân chia để tạo thành 8 tế bào con. Như vậy, số tế bào con được tạo ra sau lần sinh sản thứ 3 là 2 nhân 2 nhân 2 bằng 2 mũ 3 bằng 8 tế bào. Tương tự, các em sẽ tính được số tế bào con tạo ra từ một tế bào ban đầu sau n lần sinh sản liên tiếp bằng 2 nhân 2 nhân chấm 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 nhân 2 có n thừa số 2 bằng 2 mũ n tế bào. Cô rất biểu dương các bạn đã hoàn thành đúng cái bài tập này. Các em biết rằng trong cơ thể người chúng ta, các loài tế bào có thời gian phân chia khác nhau. Ví dụ, các tế bào biểu bì da thì khoảng 10 đến 30 ngày sẽ phân chia một lần. Hay các tế bào ở niêm mạc má khoảng 5 ngày phân chia một lần. Hay các tế bào gan thì khoảng 1 đến 2 năm sẽ phân chia một lần. Và ở tế bào hồng cầu, sau khi đã biệt hóa và mất nhân thì không còn khả năng phân chia. Bây giờ các em hãy nêu mối quan hệ giữa sự lớn lên và sự phân chia của tế bào. Các em có thể quan sát lên hình sau. Đây là sự lớn lên của tế bào và đây là sự phân chia của tế bào. Như vậy, ban đầu tế bào con có kích thước và khối lượng nhỏ sẽ lớn dần lên đến khi đạt một kích thước và khối lượng nhất định thành tế bào trưởng thành. Và tế bào trưởng thành sẽ tham gia vào quá trình phân chia của tế bào. Và kết quả của quá trình phân chia của tế bào từ một tế bào trưởng thành sẽ hình thành nên hai tế bào con. Và các tế bào con này lại tiếp tục lớn lên thành tế bào trưởng thành. Và tế bào trưởng thành lại tham gia vào quá trình phân chia để tạo nên các tế bào con mới. Như vậy, cô có thể biểu hiện được mối liên hệ giữa sự lớn lên và sự phân chia của tế bào bằng sơ đồ sau. Tế bào lớn lên thành tế bào trưởng thành, phân chia để tạo thành tế bào mới. Vậy sự lớn lên và sự sinh sản của tế bào nó có ý nghĩa gì? Chúng ta cùng tìm hiểu sang phần tiếp theo. Các em hãy quan sát lên hình 17.9. Đây là sự lớn lên của cơ thể người. Em bé khi sinh ra nặng 3 kg. Và khi trưởng thành thì có thể nặng đến 50 kg.
Theo em, sự thay đổi này là do đâu? Như vậy, tính nhờ sự lớn lên và sinh sản của tế bào đã giúp cơ thể của chúng ta lớn lên. Như vậy, tương tự như sự lớn lên của cơ thể người, thì ở thực vật, cơ thể thực vật nó cũng lớn lên nhờ sự lớn lên và sinh sản của các tế bào. Từ đây, cả em rút ra được ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào. Đó là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật. Chúng ta cùng tìm hiểu ý nghĩa tiếp theo. Các em biết rằng mỗi khi các em chải răng hay súc miệng thì có hàng nghìn tế bào tổn thương hoặc tế bào chết được thải ra và cần được thay thế. Hay trong dạ dày của người là một môi trường có nhiều axit thì các tế bào ở lớp niêm mạc dạ dày nó được thải ra và cần được thay thế vài ngày một lần. Như vậy qua đây, các em rút ra được ý nghĩa tiếp theo của sự lớn lên và sinh sản của tế bào. Đó là tạo ra các tế bào mới giúp thay thế cho các tế bào bị tổn thương hoặc các tế bào chết ở sinh vật. Tiếp theo, các em hãy quan sát lên hình. Hình ảnh đầu tiên, đây là cơ thể của trùng roi xanh. Nó đang sinh sản bằng cách phân đôi cơ thể. Và đây là hình ảnh của vi khuẩn E. coli cũng đang sinh sản bằng cách phân đôi cơ thể. Và các em biết rằng trùng roi xanh hay vi khuẩn E. coli là các cái sinh vật đơn bào mà chúng ta sẽ được tìm hiểu rõ hơn ở cái chủ đề tiếp theo. Như vậy thì sự lớn lên và sinh sản của tế bào, đây cũng là một hình thức sinh sản của các sinh vật đơn bào. Tức là cơ thể nó được cấu tạo từ một tế bào. Như vậy, qua phần này, các em đã tìm hiểu được ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản của tế bào. Đó là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật, giúp tạo ra các tế bào mới để thay thế cho các tế bào bị tổn thương hoặc các tế bào chết ở sinh vật. Và ngoài ra, đây cũng là một hình thức sinh sản của các sinh vật đơn bào, được cấu tạo từ một tế bào. Và các em cần vận dụng những hiểu biết về sự lớn lên và sinh sản của tế bào đối với sự lớn lên của cơ thể sinh vật để có thể xây dựng cho mình một chế độ dinh dưỡng và chế độ tập luyện thể dục thể thao hợp lý để đảm bảo cho một cơ thể phát triển khỏe mạnh. Và các em cần ghi nhớ những nội dung kiến thức của tiết học hôm nay. Tế bào thực hiện trao đổi chất để lớn lên. Khi đạt kích thước nhất định, một số tế bào thực hiện phân chia, tạo ra các tế bào con, gọi là sự sinh sản của tế bào. Sự lớn lên và sinh sản của tế bào là cơ sở cho sự lớn lên của sinh vật, giúp thay thế các tế bào bị tổn thương hoặc các tế bào chết ở sinh vật. Và để củng cố nội dung của bài học, các em cùng hoàn thành cho cô các bài tập sau. Câu 1. Cơ thể sinh vật lớn lên được là nhờ A. Sự tăng số lượng tế bào trong cơ thể do quá trình lớn lên của một tế bào ban đầu. B. Sự tăng số lượng tế bào trong cơ thể do quá trình sinh sản của một tế bào ban đầu. C. Sự tăng kích thước và số lượng tế bào trong cơ thể được tạo ra từ quá trình lớn lên và sinh sản của tế bào. D. Sự thay thế và bổ sung các tế bào già bằng các tế bào mới từ quá trình phân chia tế bào. Các em có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Và cô xin chúc mừng các bạn có đáp án đúng là C. Cơ thể sinh vật lớn lên được là nhờ sự tăng kích thước và khối lượng tế bào trong cơ thể được tạo ra từ quá trình lớn lên và sinh sản của tế bào. Chúng ta sang câu 2. Một tế bào ở mô phân sinh của cơ thể thực vật thực hiện sinh sản liên tiếp 4 lần. Hỏi sau quá trình này, số tế bào con được tạo ra là bao nhiêu? A. 8 tế bào. B. 16 tế bào. C. 32 tế bào. Và D. 64 tế bào.
Cả em cũng có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Như vậy đáp án của câu hỏi này là B, 16 tế bào. Các em tính số tế bào con được tạo ra sau 4 lần sinh sản liên tiếp là bằng 2 mũ 4 bằng 16 tế bào. Chúng ta sang câu tiếp theo. Câu 3, vì sao khi thằng lằn bị đứt đuôi thì đuôi của nó có thể được tái sinh? Các em có 10 giây để suy nghĩ và trả lời. Như vậy, đáp án của câu hỏi này đó là do các tế bào ở phần đuôi của thằng lằn có khả năng lớn lên và sinh sản để tạo ra các tế bào mới thay thế cho các tế bào đã mất, giúp thằng lằn mọc lại đuôi mới. Cô rất biểu dương các bạn đã có câu trả lời đúng cho câu hỏi này. Về nhà, các em xem lại tiết học này kết hợp với nghiên cứu sách giáo khoa để hoàn thiện nội dung bài học vào vở. Các em hệ thống lại các kiến thức đã học ở bài 17 tế bào vào vở học để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Như vậy, tiết học của ngày hôm nay đã kết thúc. Cô xin chúc các em sức khỏe và học tập tốt. Xin chào và hẹn gặp lại.